Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay, Học Văn Chị Hiên sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về cách đánh vần và ghép vần với chữ giờ nhé. Các bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Trên màn hình của chúng ta bây giờ chính là hình ảnh của chữ giờ. Các bạn cùng đọc theo chị nhé. Giờ. 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 Các bạn đã đọc đúng hết rồi đó. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần chính của bài học ngày hôm nay nha. Hôm nay bài học của chúng mình được chia làm hai phần. Phần 1 là tập đánh vần và ghép vần, và phần thứ hai chính là phần luyện tập. Đầu tiên chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần 1, tập đánh vần và ghép vần. Các bạn nhỏ hãy nhìn lên màn hình, quan sát, theo dõi và cùng đọc theo chị nhé. Chị có chữ giờ, khi ghép với chữ A, chúng mình sẽ đọc là giờ A ra. Giờ A ra. Giờ A ra. Chữ giờ khi ghép với chữ O sẽ được đánh vần như sau. Giờ O do. Giờ O do. Giờ O do. Tiếp theo, chữ giờ khi ghép với chữ O chúng mình sẽ đọc là giờ ô dô. Giờ ô dô. Giờ ô dô. Chữ giờ ghép với chữ ơ sẽ được đọc là giờ ơ dơ. Giờ ơ dơ. Giờ ơ dơ. Chị có chữ giờ, khi ghép với chữ e, chúng ta sẽ đánh vần thành giờ e re. Giờ e re. Giờ e re. Tiếp tục, chữ giờ, khi ghép với chữ e, chúng ta sẽ đọc là giờ e re. Giờ e re. Giờ e dê. Chữ giờ khi ghép với chữ y chúng mình sẽ đánh vần như sau. Giờ y dê. Giờ y dê. Giờ y dê. Chị có chữ giờ ghép với chữ u chúng mình sẽ đọc như sau. Giờ u du. Giờ u du. Giờ u du. Và cuối cùng, chữ giờ ghép với chữ ư được đánh vần là giờ ư dư. Giờ ư dư. Giờ ư dư. Vậy là chị em mình đã cùng nhau học xong cách đánh vần và ghép vần với chữ giờ rồi đó. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2. Phần 2 của chúng ta mang tên luyện tập. Các bạn hãy cùng nhau nhìn lên màn hình, đọc theo chị, theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới nhé. Giờ A ra. Giờ A ra huyền già. Giờ A ra sắc giá. Giờ A ra hỏi giả. Giờ A ra ngã xã. Giờ A ra nặng dạ. Giờ O do. Giờ O do huyền giò. Giờ O do sắc gió. Giờ O do hỏi giỏ.
giờ o do ngã rõ. Giờ o do nặng rõ. Giờ ô dô. Giờ ô dô huyền rồ. Giờ ô dô sắc rố. Giờ ô dô hỏi rổ. Giờ ô dô ngã rỗ. Giờ ô dô nặng rộ. Giờ ơ dơ. Giờ ơ dơ huyền giờ. Giờ ơ dơ sắc dớ. Giờ ơ dơ hỏi dở. Giờ ơ dơ ngã dỡ. Giờ ơ dơ nặng dọ. Giờ e dè. Giờ e dè huyền dè. Giờ e dè sắc dè. Giờ e dè hỏi dè. Giờ e dè ngã dẽ. Giờ e dè nặng dẹ. Giờ e dê. Giờ e dê huyền dè. Giờ e dê sắc dế. Giờ e dê hỏi dễ. Giờ e dê ngã dễ. Giờ e dê nặng dẹ. Giờ y dì. Giờ y dì huyền dì. Giờ y dì sắc dí. Giờ y dì hỏi dì. Giờ y dì ngã dĩ. Giờ y dì nặng dị. Giờ u du. Giờ u du huyền dù. Giờ u du sắc rú. Giờ u du hỏi rủ. Giờ u du ngã rũ. Giờ u du nặng dụ. Giờ ư dư. Giờ ư dư huyền dư. Giờ ư dư sắc dứ. Giờ ư dư hỏi dử. Giờ ư dư ngã dữ. Giờ ư dư nặng dự. Các bạn đã đánh vần đúng chưa nào? Hãy xem lại bài học ngày hôm nay thật nhiều lần để có thể đánh vần và ghép vần với chữ giờ một cách thành thạo nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.